Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các con đã đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của Vietsack, bộ sách Chân trời sáng tạo. Các con thân mến, cô trò chúng mình đang cùng nhau tìm hiểu các bài học của chủ đề số 7, thể thao. Và ngày hôm nay, chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài học số 4 trong chủ đề 7. Hai vần yêu, ưu. Bây giờ, mời các con mở sách giáo khoa trang 76 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tiết học bằng hoạt động khởi động. Cô mời các con hãy quan sát cho cô bức tranh ở trên màn hình. Các con hãy quan sát và cho cô biết trong bức tranh này có những sự vật và hoạt động gì? Quan sát các con có thể thấy đây là một đàn cừu. Chúng ta có những chú cừu với bộ lông trắng muốt. Ở đây là một người phụ nữ đang điệu con ở trên lưng. Phía xa này là một cây liệu. Cây liệu đang nở những bông hoa bé xíu, đỏ rực. Và trên cây liệu có rất nhiều quả liệu chín mọng. Vậy, thông qua việc quan sát bức tranh này, chúng ta rút ra được các từ con cừu, điệu con, bé xíu, quả lựu. Ở đây các con thấy rằng tiếng điệu và tiếng xíu giống nhau, nó đều có chứa phần yêu. Còn tiếng lựu và tiếng cừu giống nhau bởi nó đều có chứa phần ưu. Đây là hai vần mà cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Vần yêu và vần ưu. Vần yêu gồm âm y ngắn đứng trước, âm u đứng sau. Cô đánh vần và đọc trơn là y, u, yêu, yêu. Còn vần ưu thì gồm âm ư đứng trước, âm u đứng sau. Chúng mình sẽ đánh vần là ư, u, ưu, ưu. Vậy các con hãy quan sát và cho cô biết vần yêu và vần ưu có điểm gì giống và khác nhau. Vần yêu và vần ưu giống nhau ở chỗ nó đều có chứa âm u ở đằng sau các con ạ. Vần yêu thì có âm y đứng trước, còn vần ưu thì có âm ư đứng trước. Bây giờ các con hãy đánh vần và đọc trơn lại cùng với cô nhé. Y, u, yêu, yêu. Ư, u, ưu, ưu. Tiếp theo, các con hãy quan sát và cho cô biết đây là đồ vật gì? À, đúng rồi, đây là cái rìu. Cô có tiếng rìu. Tiếng rìu gồm âm r đứng trước, vần yêu đứng sau, dấu huyền trên đầu, âm y. Cô đánh vần là r, yêu, rìu, huyền, rìu, rìu. Cô đánh vần lại nhé. R, r, yêu, rìu, huyền, rìu, rìu. Tiếng rìu chứa vần yêu chúng ta vừa mới học. Tiếp theo, đây là con cừu đấy các con ạ. Loài cừu thì có bộ lông rất dày và người ta sẽ sử dụng lông của cừu để làm trang phục vào mùa đông. Tiếng cừu gồm âm cờ đứng trước, vần ưu đứng sau, dấu huyền trên đầu âm ư. Cô đánh vần. Cờ, ưu, cừu, huyền, cừu, cừu. Cô đánh vần lại nhé. Cờ, ưu, cừu, huyền, cừu, cừu. Vừa rồi, chúng ta đã luyện đọc vần yêu, tiếng rìu, vần ưu và tiếng cừu. Bây giờ, các con hãy đánh vần và đọc trơn lại một lần nữa trước khi chúng ta chuyển sang phần viết nhé. I, u, yêu, yêu. R, yêu, rìu, huyền, rìu, rìu. Ư, u, ưu. Cờ ưu cưu huyền cừu, cừu. Yêu, rìu, ưu, cừu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các con cách viết vần yêu.
Vừa rồi, các con đã được quan sát cách viết vần yêu. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cách viết vần ưu. Vậy là các con đã được quan sát cách viết vần yêu và vần ưu rồi. Bây giờ, cô mời các con hãy lấy cho cô vở tập viết ra. Viết cho cô một dòng vần yêu, một dòng tiếng rìu, một dòng vần ưu và một dòng tiếng cừu các con nhé. Vở tập viết đã đánh dấu điểm đặt bút rồi đấy. Các con lưu ý viết cho đúng các con nhé. Bây giờ, các con có thể dừng màn hình để thực hiện nhiệm vụ mà cô vừa mới đưa ra. Sau khi viết xong, các con hãy quay trở lại để tiếp tục tìm hiểu bài học nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang hoạt động luyện đọc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quan sát các hình ảnh ở trên màn hình. Hình ảnh đầu tiên các con thấy rằng em bé thì đang níu quần của anh. Hình ảnh thứ hai, bạn nhỏ thì đang bị đau chân và cô y tá thì đang dỗ dành để sơ cứu cho bạn ấy. Hình ảnh số 3 là mẹ thì đang điệu em bé ở trên lưng. Điệu con là tập tục của các đồng bào người dân tộc thiểu số ở nước ta các con ạ. Bởi vì người phụ nữ rất bận rộn và thường xuyên phải lên nương để làm việc. Chính vì thế, những người phụ nữ ở đồng bào dân tộc thiểu số thì không thể bế con trên tay để vừa làm nương, mà họ nghĩ ra một cách. Đó chính là vừa điệu con ở trên lưng và vừa làm nương các con ạ. Hình ảnh tiếp theo là chiếc xe cứu hộ. Từ việc quan sát những hình ảnh này, chúng ta sẽ có các từ níu, sơ cứu, điệu bé, xe cứu hộ. Bây giờ các con hãy chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần yêu nhé. Các tiếng có chứa vần yêu ở trong các tiếng này đó là tiếng níu, tiếng điệu. Tương tự như thế, các con hãy tìm và dịch và chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần ưu. Các tiếng có chứa vần ưu sẽ là tiếng cứu. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai tiếng cứu. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc nhé. N yêu niu sắc níu, níu. S ơ sơ, sơ. C ưu cưu sắc cứu, cứu. Sơ cứu. Đờ yêu điêu nặng điệu. Bờ e be sắc bé, điệu bé. Sờ e xe, xe. Cờ ưu cưu sắc cứu, cứu. Hờ ô hô nặng hộ, hộ. Xe cứu hộ. Bây giờ chúng mình sẽ đọc lại một lần nữa nhé. Níu, sơ cứu, điệu bé, xe cứu hộ. Bây giờ các con hãy tự giác luyện đọc cho cô các từ này nhé. Chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu đoạn văn sau. Ở đây, trong đoạn văn này, chúng ta sẽ có hai câu. Câu 1, ba cho bé bộ cờ vua. Và câu 2, mẹ cho bé bộ bi ve nhỏ xíu. Bây giờ, cô sẽ đọc mẫu để các con lắng nghe nhé. Ba cho bé bộ cờ vua. Mẹ cho bé bộ bi ve nhỏ xíu. Các con hãy tìm và chỉ ra cho cô các tiếng có chứa vần ưu và vần yêu ở trong đoạn văn này. Đoạn văn này, tiếng có chứa vần yêu đó là tiếng xíu. Và trong đoạn văn, không có tiếng nào chứa vần ưu. Bây giờ, chúng ta luyện đọc tiếng xíu nhé. Sờ yêu siêu sắc xíu, xíu. Nào, chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc thành tiếng. Câu số 1. Ba cho bé bộ cờ vua. Câu 2. Mẹ cho bé bộ bi ve nhỏ xíu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của đoạn văn này bằng việc trả lời các câu hỏi mà cô đưa ra. Câu hỏi số 1 là ba cho bé cái gì? Các con dựa vào câu 1 để trả lời nhé. À, ba cho bé bộ cờ vua. Đây là câu trả lời
cho câu hỏi số 1. Tiếp theo, câu hỏi số 2. Mẹ cho bé cái gì? Dựa vào câu 2, các con hãy trả lời nhé. Câu trả lời cho câu hỏi số 2 là mẹ cho bé bộ bi ve nhỏ xíu. Vậy là chúng mình đã tìm hiểu xong nội dung của đoạn văn này. Bây giờ chúng ta chuyển sang hoạt động cuối cùng của tiết học ngày hôm nay. Hoạt động có tên gọi mua gì? Quan sát trên màn hình, các con có thể thấy đây là một quả bóng, đây là một quả cầu và đây là chiếc áo phao. Quả bóng thì có hình cầu, nó có hai màu là trắng và đen xen lẫn nhau. Quả bóng thì được dùng để các cầu thủ đá và chuyền cho nhau trong các trận đấu. Hình ảnh tiếp theo là quả cầu. Quả cầu này có rất nhiều màu, màu tím, màu vàng, màu xanh và màu trắng, màu đỏ. Quả cầu này được dùng để đá trong trò chơi đá cầu. Những người chơi sẽ đá và chuyển tiếp cho nhau đến khi cầu rơi xuống đất. Hình ảnh tiếp theo là chiếc áo phao. Chiếc áo phao này có 3 màu là đỏ, vàng và xanh ra trời. Áo phao này chúng ta sử dụng khi đi thuyền hoặc tham gia các trò chơi thể thao dưới nước. Chiếc áo phao này có tác dụng giúp chúng ta nổi lên mặt nước nếu có sự cố xảy ra. Vậy các con sẽ lựa chọn mua quả bóng, quả cầu hay chiếc áo phao? À, tùy vào mục đích sử dụng mà các con sẽ lựa chọn mua một trong ba đồ vật này các con nhé. Vậy là thông qua tiết học vừa rồi, cô đã hướng dẫn các con quan sát tranh để rút ra được các từ khóa. Từ đó thì chúng mình đã nhận diện và luyện đọc được hai vần mới là vần yêu và vần ưu. Các con cũng đã được cô hướng dẫn cách viết vần yêu và vần ưu. Vậy, sau tiết học này, các con hãy hoàn thành vừa tập viết và luyện đọc thật nhiều lần cho cô nhé. Tiết học của chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các con trong những tiết học tiếp theo. Khóa học Việt Sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.